Một cuộc phù gian có mấy cầu xin ba tánh nhầm đôi lời cho em dài mắt mỏi từ nay bớt có hỏi nơi tay để giúp đời nạn khổ đau đau đều tung rối tai ương chốn chốn khắp cùng nơi tiền mai dạo quỷ không lên chữ kính thưa quý vị để mở đầu cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay được diễn ra theo trình tự tôi xin thông qua chương trình gồm 3 phần. Một phần khai mạc, hai phần nội dung, ba phần bế mạc. Phần một gồm có một là tuyên bố lý do, hai là giới thiệu thành phần tham dự, ba là nghi thức tôn giáo. Hai lớn, phần nội dung diễn ra khai mạc, đọc sứ mạng của Đức Thầy, đọc lời chuyên bổn đạo tức 8 điều răn cấm, phát biểu ý kiến chánh quyền địa phương các cấp nếu có, thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1 do giáo lý viên Bùi Thanh Sang đến từ Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, trực thuộc Ban Phổ trì Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, với đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu Long Việt năm kiến thiện, sáng tác tại Sài Gòn năm Tân Tỵ năm 1941. Bốn câu giúp mê tâm, giúp điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thâm, cho khỏi hẹn con lành Phật giáo. Nghỉ giải lao 15 phút, thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 2 do giáo lý viên Nguyễn Thế Cường đến từ Thới Long, Ô Môn, Cần Thơ, trực thuộc Ban Phổ trì Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, với đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong bài Rút Cái Như Tần của Đức Quỳnh Giáo chủ sáng tác tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ năm 1942. Dướng nghiệp trần hoàn bởi quả nhân gây ra kiếp số chịu phong trần, nay là bước về soi đường tối, đặng rứt cái hư lẫn cái đồng. Ba là phần bế mạc, đáp tự của ban tổ chức, nghi thức bế mạc, mời quan khách và đồng đạo dùng cơm. Đó là toàn bộ nội dung chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ đây diễn tiến bắt đầu vào chương trình là phần kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách và chú quý đồng đạo hiện diện kính mến. Căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng
1 năm 2018, căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 2024-2029 được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên tại công văn số 4230VBNDNV ngày 4 tháng 11 năm 2024 và bản phân công 1674 ngày 26 tháng 10 năm 2024 của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về việc cho phép Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tịnh Biên tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ để tu học đúng theo tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sau thời gian chuẩn bị tích cực của tất cả các thành viên tổ chức, các nhà mạnh thường quân cùng quý tín đồ trong và ngoài địa bàn phường Tịnh Biên, hôm nay vào lúc 7 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng 10 niên Giáp Thìn, tại nơi làm việc Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tịnh Biên, chúng ta long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 3 năm 2024. Đó là chương trình của buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Đề nghị hoan nghênh giới thiệu thành phần tham dự. Đến dự buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Ban trị sự Trung ương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của giáo lý viên Ban phổ truyền giáo lý Trung ương Nguyễn Thế Cường đến từ Thới Long, Ô Môn, Cần Thơ. Xin giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Thanh Sang, giáo lý viên Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương đến từ Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long. Chúng tôi cũng rất hân hoan chào đón sự hiện diện của quý vị là trưởng ban, phó ban trị sự viên của các xã, phường, thị trấn và các nơi đồng về đây tham dự. Đề nghị quan nghênh chung. Ngoài ra, chúng ta còn có sự hiện diện của các nhà hảo tâm, các đoàn quay phim và các vị thành viên trong ban tổ chức cùng quý đồng đạo xa gần cũng đồng có mặt nơi đây để giúp cho buổi thuyết giảng chúng ta hôm nay thêm phần long trọng. Đề nghị quan nghênh chung. Đức Phật nghi thức tôn giáo, xin kính mời chư quý vị và quý đồng đạo đồng đứng lên hướng về lễ đài làm lễ nghi thức tôn giáo. Một phút trang nghiêm hướng về lễ đài, nghiêm kính Đức Phật, kính thưa xong. Hướng về chân dung Đức Tôn Sư Đức Huỳnh Giáo Chủ, kính lễ, kính thưa xong. Kính mời quý vị an tọa. Hai lớn đến phần nội dung diễn văn khai mạc để mở đầu phần nội dung chương trình. Là phần diễn văn khai mạc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Tấn Vệ là thư ký trị sự viên đứng lên hội trường để phát biểu phần diễn văn khai mạc. Xin kính mời ông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, chư quý đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất và đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi lễ thuyết giảng hôm nay có sự hiện diện của quý vị đại diện chính quyền địa phương, các vị đại diện các ban trị sự phường xã thị trấn, các mạnh thường quân và chư quý vị đồng đạo đến tham dự. Có thể nói đây là một động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực làm tròn nhiệm vụ xiển dương chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cần thiết, như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy: hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Kính thưa quý vị, có thể nói giáo pháp học Phật tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính thế cơ, vừa phù hợp với tình hình thực tế của nhân loại đang tiến nhanh vào nền khoa học công nghệ, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp và phát triển hơn. Đức Thầy đã từng khuyến khích phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật mà tiền nhân đã để lại, không đắc tội với kẻ đời sau. Với ý nghĩa nhân dân sâu sắc nói trên, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tịnh Biên cùng bà con tín đồ trong địa bàn quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, kính chúc chương trình thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chân thành cảm ơn ông Phan Tấn Vệ đã đọc xong bài diễn văn khai mạc, đọc bài sứ mạng của Đức Thầy. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Tâm, chức vụ thành viên ban trị sự, thành lòng đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy. Bài này viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ năm 1942. Trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa tức sứ mạng của Đức Thầy chính tay Ngài viết: ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, ly thiên định hoạch định cuộc nguy cơ tam hoàng sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an, tai họa chiến tranh càng khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, xin trong dòng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt,
sự dị kỳ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời, giúp nước chùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Nhân tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu tháp cũng quỷ thần đất Việt chớ mau liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, rồi nhuận ân đức Phật lòng đã quảng đại từ bi. Hiện gì nổi cảnh quốc hóa gia dân, mái quyền cơ đã định, lòng thương tâm họ dương cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chung sanh vạn khổ. Ngay lúc còn làm người trong bến cục lăn lộn chôn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc huống chi nay cơ màu đà tâu đỏ, sớm chiều hầu dân Phật nghe kinh, ngạo du tư hại vào khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lắm sạch thầm tâm. Sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hướng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chôn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen vì lòng từ ái chưa chan, thương bất tinh tới hồi tay qua. Phật vương đã chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hồi lâm qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban sự sinh dị sinh ngôi, người đủ các thiện căn để giao truyền đại đạo, định ngôi phân thư gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đã xác định khắp chúng sanh trong cái thế giới, trong cái buổi hạ quân này say mê dập dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả, luật trời đã trị tội xét cái thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên cả thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hướng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo căn du, người tâm tí tối đen, đời lắm mà dương quay rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà tờ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi mắt ấy cùng thù đắp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta có hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu chuyện kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta
Tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mổ đạo quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với tâm quan tham thiết lê dân lầm than thâm thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người lang giềng tiếng kệ nhầm tay, đến trung tuần tháng tâm ta cùng đức thầy mới tá hiểu cùng điên. Mượn bút mật tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tính tâm sau đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lăn xa tâm tì, phép nước nghiêm hình dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều thiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quan sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác tàn bất nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn ông Đặng Văn Tâm đã hoàn thành đọc xong bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Tiếp theo là đọc Lời Khuyên Bổn Đạo, tức 8 điều răn cấm. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quỳnh Văn Danh là thành viên ban tổ chức thành lòng đọc lại nguyên văn bài 8 điều răn cấm. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con thành lòng đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo, tức 8 điều răn cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luôn lý tam căn ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiểm soát sẵn lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiều hại ta. Điều thứ sáu,
ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dùng với quan xét người cho tột xét thân ta. Nếu người đó phản vui lòng thương ta được người người thương, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo danh vừa hoàn thành xong bài lời khuyên bổn đạo, cùng lắng lòng nghe lại một đoạn kệ giảng được trích trong quyển năm tức khuyến thiện Đức Thầy sáng tác tại Sài Gòn năm Tân Tỵ năm 1941. Đoạn này xin chân thành mời hai đồng đạo đọc giảng viên Nguyễn Thị Lối và Lê Thị Tuyết Lan đều là thành viên của ban tổ chức. Xin kính mời hai vị đồng đạo đến thành kính phụng ngâm. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, để dấu manh dầm mi tưởng dài ta, nón quay lộn ta bà khói khô, lòng thương chung tiếc phương tình đổ đằng dắt diều tất cả chúng sanh. Nếu như ai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất
tính nguyện phụng hành được cứ cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hậu hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xác cõi trần sanh khổ dạt trôi, do lượng thứ ở trần thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tộc cho tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báo đặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vậy phần ta rất yêu mến đi đạo, chẳng nơi chi trí xuyên tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính lỗi nhàn xem xét. Dân bơ tâm giúp điều hồng giấc, ráng cầm chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chỉ ơn cao tâm, cho thấy thần con lành Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn hai bậc giảng viên đã hoàn thành bắt nguồn giao cảm rất tốt. Sấm thi rứt cái ngu đần gồm 12 câu văn thất ngôn tứ cú do Đức Thầy sáng tác tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ năm 1942. Bài này xin mời đồng đạo đọc giảng viên Quỳnh Thị Ấu là thành viên của ban tổ chức đến để thành kính phụng ngâm thánh phẩm này. Xin mời. Nam mô A Di Đà Phật. Vô nghiệp trần hoàng bởi hòa nhân, gây ra kiếp số chiều phong trần. Nay nhờ đuộc về soi đường tối, đặng rước cái ngu lẫn cái đần. Muốn ban cái ngu lẫn cái đần, ngô đần cả nước lần cùng dân.
sớm lo lòn cuối chiều ăn ngủ. Nào biết liệu toan gờ nở lần, nở lần tiên tổ tạo dây nên con cháu ngày nay phải báo đền. Chiều dài trả ngon ngân Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn độc giảng viên Quỳnh Thị Ấu đã hoàn thành nhịp cầu mỹ mãn rất tốt. Tiếp theo là phần tặng phẩm khích lệ, trả lời những câu hỏi và để trao tặng máy phát giảng. Xin mời Đệ Lập là Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến để tặng những phần quà. Và kính mời 10 đồng đạo đã xuất sắc trả lời đúng bước lên nhận phần thưởng. Tiếp theo chương trình là phần 3, phần bế mạc, phần đáp từ của ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Tấn Vệ, chức vụ thư ký cũng là thành viên ban trị sự, đến diễn đàn để phát biểu đáp từ của ban tổ chức. Trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, sau hơn 2 giờ tiến hành thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đến đây chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình. Giáo lý viên đã đem hết sở học triển khai nội dung đề tài mạch lạc, làm sáng tỏ tính nhân dân sâu sắc giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huynh Giáo Chủ, giúp chúng ta nhận thức được thêm ý nghĩa trong tôn giáo, trong tôn chỉ giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức chúng tôi hoàn thành chương trình thuyết giảng này. Cảm ơn quý vị giáo lý viên không ngại đường xá xa xôi đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Xin tri ân các ban trị sự các phường xã và các mạnh thường quân, chư quý vị đồng đạo đến đây tham dự. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Trước khi dứt lời, kính chúc toàn thể quý vị quan khách, chư quý vị đồng đạo vạn sự tốt lành. Trân trọng kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây tôi cũng xin mạn phép
thông qua các mạnh thường quân đã đóng góp tài vật để cho ban chúng tôi hoàn thành buổi lễ thuyết giảng này. Chị Năm Minh 200.000 đồng, Úc Hiệp 500.000 đồng, chị Ba Vẹn 1 triệu, Cáo Trang 1,5 triệu, nhất là Đệ Lập đại diện cho các mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 7 triệu đồng trong buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân cũng đã cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ tài vật cho chúng tôi để tổ chức buổi lễ thuyết giảng này. Thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn chú Thím Tư ủng hộ một buổi ăn sáng, và vợ chồng anh chị Ba ở Bình Thủy ủng hộ một buổi ăn trưa, vợ chồng cháu Thúy An, con anh Ba Cầu ủng hộ bông hoa để trang trí lễ đài. Xin cảm ơn ban hành tổ tiếp đãi ban hành đường cũng đến đây để tiếp khách. Các huynh đệ của xã An Bình A cũng như anh Đẩy Nhanh ở Khánh Hòa cũng đến tham dự và ghi nhận những hình ảnh trong buổi lễ thuyết giảng ngày hôm nay. Cháu Dân, cô chị Tư Tính ủng hộ 2 bao đường, 30 lốc nước. Chú Bà Lộc ủng hộ bánh lọt, chị Năm Khuyên ủng hộ tàu hũ để giải lao, vợ chồng hai em Cọp ủng hộ toàn bộ nước đá, vợ chồng chú ta cháu Tứ ủng hộ cà phê, trà đường. Cũng nói thêm rằng cũng nhờ tất cả sự ủng hộ nhiệt tình của chị em trong nhà bếp đã nỗ lực hết mình để hoàn thành trách nhiệm do mình đảm trách. Sau cùng, tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, đạo quả di dung, thanh tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin bổ sung thêm anh Bảy Kinh Gà Sư cũng ủng hộ tiếp theo là 500.000 đồng quý vị. Cảm ơn lời đáp từ của ông Phan Tấn Vệ. Tiếp theo là phần nghi thức bế mạc. Kính mời quý quan khách và đồng đạo chúng ta đứng lên để làm lễ bế mạc. Phúc trang nghiêm hướng về lễ đài. Nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính xong. Hướng về chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính lễ. Kính thưa xong. Kính mời quý vị dậy và tự tiện. Giờ đây kính mời quý vị tiến về khu nhà ăn, ngồi vào bàn để dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức của chúng tôi. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mặn ân dày bát nông phu cây cây. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết, lòng thanh thái mặc đời thay đổi. Đường ta đi ta cứ đi, đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân trao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên
sen nở bừng. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay